Em nghĩ là bà nói bà giấu đó mà bà không nói. Bà sợ là em út khi dễ hay hoặc là Nói bà ngồi bà lại. khóc mà em nói anh á, đêm nào bà cũng ra trời bà quỳ bà lại á. Em nói thiệt luôn. Có mà cái em nói không rồi qua bà lại, không biết bà lại cái gì thì em không biết, nhưng mà chắc bà dạy. Rồi em chào chị Nhiên á. Bữa nay em tới mang quà của người chị ở bên Mỹ gửi cho chị ha. Rồi cho em, chị kẹp micro giùm em đấy ha. Em có quà từ bên Mỹ với chị. Quá trời quà nè. Là cái này là thuốc bổ dưỡng cho sức khỏe của chị, mỗi ngày uống một viên pha với nước ấm ấm mà tan ra mình uống ha, là 2 hộp đấy, 2 hộp. Còn này là khăn quấn cổ cho đút cho cháo hay là sữa cho bé đó, đừng có cho nhiễu nhão lên cổ bé, sợ nhiễu lên cổ rồi nó có cái nó hầm cổ đó, là cái khăn. Còn cái này là áo khoác cho bé, như là chị ẵm bé đi đâu chích ngừa hay là gì đó, nửa bé lớn lớn xíu mặt ha, cái áo khoác có chùm đầu luôn. Rồi đây là món quà của chị Dung Phila ở bên Mỹ gửi về cho chị với bé ha. Bây giờ này sao chị, ổn chưa? Dạ cũng khỏe rồi. Rồi này, cái này em Vết gửi chị thương thì ha. cũng đỡ đau rồi hết rồi. Dạ hết đau luôn chưa? Hết rồi. Rồi con chào cô luôn ha. Trời ơi. Chào con. Dạ cái này con Hỏi phải gài màn tiếp người nhà nè con ơi. Ủa con thấy nhà sau là có ai á, có ai? Có em gái năm mới về vừa Hả? qua, con nhỏ thứ năm nó mới về đó con. À là chủ nhà này hả cô? Chủ nhà này Rồi con xin phép ra làm sao luôn ha. năm đó. Rồi em chào chị. Rồi chị mới về hả? Dạ em mới về. Rồi chị làm công việc gì trên đó vậy? Em làm hồ. Làm hồ hả? Ủa dạ chị làm hồ nổi hả? dạ Rồi em làm hồ, em phụ á, rồi phụ dạ trong hồ rồi với đẩy xe guồng cho ta tô với xây á, bằng cũng đi cũng 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ thì cũng đi đi về về vậy đó anh. Rồi 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 Dạ. rồi em mời chị lên trước luôn ha. Rồi lâu quá thì em có ghé đi cũng mấy lần rồi, nhưng mà cũng nghe nói là em cũng tự nhiên là nhà ở đây, thì bữa nay thì mới được gặp mặt. Rồi, chị em mình ngồi chơi ha, để em mượn cái ghế luôn. Rồi giờ chị về đây, rồi chị có thấy bất ngờ khi chị Nhiên khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ gì đó sao? Dạ cũng bất ngờ lắm, mừng lắm anh. Cũng mà cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân giúp chế của mà con nè, trong cái hoàn cảnh này nè khổ dữ lắm, mà giúp được vậy là mừng dữ lắm. Vì em không giúp được á, em cũng nghèo đi mằn mướn nên không giúp được chị, chỉ giúp được cái ăn ở đồ chút đỉnh thôi chứ đâu có giúp tiền bạc được đâu. Rồi thấy cô chú rồi anh em mình giúp vậy em mừng dữ lắm, mang ơn dữ lắm. Mình cũng là phước phần dữ lắm hả chị Nhiên ha. Bây giờ nhà cũng là sắp xong rồi, thì bây giờ chị về quê chị là dự định làm gì vậy chị? Em về quê thăm cháu nè, với thẳng đám của bên chồng. Nhưng mà em về trước chơi trước thì cũng ở cả nửa tháng, 10 bữa nửa tháng lên mới lên chỗ làm tiếp. Thì chắc đợi đầy tháng xong hết lên luôn hả chị? Em đợi cháu đầy tháng rồi em mới đi, vì mình không có ở đây được cái ngày sanh của em mà cháu nè với chị mình nè, nên giờ về coi ăn đầy tháng cháu rồi mới đi được. Lên trên làm trên kia chị có hay xem những cái Có, video em của chị coi hàng Nhiên không? ngày mà, lên kênh nào em lên quay đợt nào em cũng coi vậy, Theo em dõi hàng coi. ngày á. Dạ cũng nghi ngờ lắm rồi, nghi ngờ chế em là giấu á, nhưng em hỏi hoài không nói, Giấu gì chị? giấu như vấn đề bà khổ vậy đó, đã giấu vụ hoàn cảnh mà vậy đó rồi đâu có họ nói đâu. Em tới hỏi bà rồi, hỏi má em luôn, hỏi chị á, hỏi mẹ luôn, mẹ tao đâu có biết gì đâu, nó nói về chơi biết đâu à. Thì lúc trước mẹ đi lên em nên là em cũng khổ nữa, thì đi mằn mướn thì kêu mẹ lên dẫn ở nhà nó coi con em đó, nên là kêu mẹ lên ở coi cơm nước con làm gì họ mệt đó mà không nổi. Em cũng mằn hồ mà mệt lắm, bây giờ nói chung mình cũng ngại lớn rồi mằn cũng mệt, vậy chế mình là lớn đủ mình đó là mình biết rồi, biết bả cỡ nào rồi khổ rồi thêm mà mằn đâu có cái sức khỏe như mình nữa đâu, mình vậy mình còn yếu nữa mà chế mình lại bả còn yếu quá của mình á. Rồi bằng đêm hôm bả đi kho ốc rồi về bả nấu bả luộc rồi bả lễ rồi mới bán cá thì cũng vậy, đi giăng lưới rồi bả đi về đánh dãy rồi bả ra bả chặt bả bán cũng ký nhiêu mười mấy ngàn vậy đó, kiếm ngày cũng vài chục trăm ngàn cho con bả ăn lội lặn vậy đó. Bằng đêm á thì nó ông ai hai thằng á thì má em bả giữ thằng này,
Còn thằng á, ngầm khi á, nó chịu ở nhà á, thì mình mới giữ được. Mà nó không chịu, nó đòi mẹ nó không à. Rồi mình không có giữ được. Nên nó phải hai mẹ con á, phóng vô. Em cũng la nha, giờ có chế em cũng nói. Nó trời đi cũng này, rồi khi đêm hôm rồi bỏ nhỏ vào lái. Rồi bơi, khi nó lắc lư đến nó văng nhỏ thì không hay. Rồi té nó chết nhỏ. Nó nói giờ nó không chịu, rồi giờ không đi gần chết đói ha. Nói ăn uống á, thì em đây cũng mua gạo từ lon từ lít. Chứ cũng không có phải mà em có dư giả người ta. Thì ở đây đi rồi em cũng mua ăn. Em nào thiếu cái gì thì chế thiếu nấy, chứ em không để chế đói khát người ta đâu. Mà nhà cửa thì khổ lắm. Nhà cửa thì banh chành chứ. Mưa bão rồi cái anh thấy là nó bay tôn bay đồ dữ lắm. Nên là hôm mà cho chế em cái nhà được em mừng. Trời ơi, còn hơn là em xây nhà nữa đó. Chế em xây nhà chứ em hơn em cắt được cái nhà mà lầu mấy tầng á. Em mới mừng dữ lắm. Thấy chị Nhiên thì rất là khổ được các cô chú mạnh thường quân yêu thương. Và như chị Nhiên thì cũng có những kiếp trước chị có làm phước đức sau á, tích đức lại thì được có duyên như các mạnh thường quân như tụi em vậy đó. Mình không có tiền là mình nói người ta không dám lại nhà luôn đó. Nói rõ là hồi lúc em khổ quá ha. Không phải nói chế riêng chế em đâu. Em nè, là lúc em nhà này nè, em cắt lên không phải em có tiền đâu. Em đi năn nỉ các ông vật tư á. Mà người ta không có dòng hỏi mình á. Mà người ta nghe hoàn cảnh mình khổ, có 200 ngàn không đủ thôi, cho em mua thiếu đi. Em đi em cắt vừa rồi là em bỏ đi phố liền. Vậy người ta cười lắm. Sớm nó rõ luôn, người ta cười dữ lắm, nói trời cắt rồi nha, bị bể nợ rồi, đi phố rồi. Mà đâu trong người ta, trong ý người ta không biết mình sao. Là em vừa cắt nhà lên em bỏ đi liền, em mặn trả. Cái nợ là 30 mấy triệu tiền vật tư, không có tiền trong túi 1 ngàn đó. Rồi cái bà chị cũng đợi ngay cũng ở sớm bà được á, bà có cái bà là đồ thảo chơi hội, chuyên về bên hội đó. Đấy, mày vô đại đi, thấy mày cũng khổ, mày vô đại đi mày hốt được chừng 15 triệu vậy đó, mình vô mình đóng lặng mình hốt rồi. Em nói vậy chị giúp em được vậy em cũng làm luôn nữa. Vô em lên đó em hốt chừng hội đó được 20 người à, được 10 mấy triệu. Cắt mà nhà tới ra tới tính ra là đâu 6 mấy triệu. Nó chết rồi anh ơi, chết rồi, kiểu này người ta đâu có bán nữa. Năn nỉ nữa, xuống năn nỉ thêm quận 2 nữa. Xuống năn nỉ thêm quận 2 nữa. Mới ông nói giờ lỡ rồi, giờ anh giúp em tới đây em không giúp nữa. Em mới nói là giờ em cũng khổ vậy đó, anh dám giúp em sợ em giờ không? Nói không. Em mua đi rồi, em nói vậy là anh thương em dữ lắm. Bị nói chung bên ba mẹ thì cũng không có giúp được. Hoàn cảnh cũng không có khá giả gì mấy. Từ khi chồng sau của chị Nhiên này rồi chị có gặp mặt lần nào không? Có, em gặp một lần. Gặp anh lúc đó anh mới xuống đây là hồi tháng 3 vậy. Tháng 3 anh đi xới cũng nhầm tháng này nè. Anh đi chụp đâu anh mày ngoài này nè. Anh về em gặp được một lần. Mà anh hôm nay em gặp em cũng không có thấy mà ấy, rồi thấy mình đi nghỉ. Thấy không vừa mắt nhưng mà mình cũng đi nghỉ, vấn đề là chị mình hai đứa. Mà giờ mình vừa mắt mình thì chị mình khổ sao? Chồng của chị mình mà. Mình lựa chọn gì đây? Thôi yêu cầu chế mình bả ưng vô đó mà được người ta lo cho bả chứ con bả được rồi. Quan trọng là vậy thôi. Cái chừng lên trên anh xanh ổng quay đó. Em mới biết. Nói trời ơi hèn chi tôi nghi rồi. Mà không nói vẫn nói cho chị em ta cũng phiên giảng rồi bớt hay hoặc ta cũng nói này nói nọ ta đi tìm ông nội đó ta không biết nhà cũng lên chữ nó hay hoặc là nói chuyện nghe rõ. Chứ giờ con cái vậy đó giờ không trách nhiệm nào chứ. Chồng em ảnh á, đánh ảnh thương vợ thương con lắm nhưng mà có cái cọc lắm, nhưng mà ảnh lấy cháu mà ảnh còn bỏ không được, mà ông này ổng làm cha mà ổng bỏ cái một. Mà hai thằng trước cũng vậy luôn, cái số chế em mất khổ nhau đó. Là con vậy đó, mới mấy tuổi bỏ đi, mới mấy tháng chứ mấy tuổi gì đâu đi, rồi lúc nhỏ mới giáp tôi vậy, gần giáp tôi à. Là bỏ đi là em mới nói với bả chế ơi ổng đi chừng ổng đi hơi ổng có giờ bé luôn ha. Em nói vậy đó. Em cũng nên thiệt em nói vậy đó. Em mà chồng em đi em đâu cho. Em mới đi miễn đi là hai chồng phải đi, không có cho ảnh đi ơn. Ảnh ấy vậy chứ giờ nghèo khổ mà con hai đứa thì ôm theo sao được, thì phải chịu thôi. Ổng thương con ổng thì ổng đi mặn ổng gỡ tiền về. Mà ai ngờ ổng đi mới đầu tháng, hai tháng đầu ổng gỡ được cho 500 triệu. Rồi qua tháng sau cái lên không gỡ được còn bạc luôn, không điện đài luôn. Rồi bên nội nó nào ngay cũng đang nghèo lắm. Bên nó nghèo lắm, ta cũng điện hỏi thăm mà ta đường xa đồ với ta già rồi ai đi. Ta cũng
ấy em mình đi gỡ con của chế được, em ấy đem nhỏ đó, nhỏ nhất luôn á, đem dưới gỡ cho bả đỡ vụ mà đợt này bả xanh nè, đúng rồi bả rồi xanh đợt này và có con đó nữa là không chịu nổi, hai thằng rồi thêm nhỏ này nữa chết luôn mà không có chồng thì, nữa. Hôm lúc trước thì chị Nhung có chia sẻ nếu mà không được gặp như cơn bên cơn hoàng xanh á, dạ là chết thì rồi, là bế tắc rồi, bế tắc rồi thì thiệt, cái đó là quả thật là có thiệt luôn. Bả ngồi bả khóc mà em nói anh á, đêm nào bả cũng ra trời bả quỳ bả lại á, em nói thiệt luôn, có mà cái em nói không bao giờ qua bả lại, không biết bả lại cái gì thì em không biết, nhưng mà chắc bả giái bả xanh xuông sẻ thì không biết, hay hoặc là giái ông bà phù hộ không biết, đêm nào ở ngoài trời bả lại ăn lại cái gì bốn hướng á, lại trời lại đất thì tùm lum hết trơn, mà mình hỏi không nói cái gì mà lại hoài, đêm nào không lại nhá, không biết lại gì á, ủa vậy chắc vậy quá mấy cái gì không biết chế quá sao á, mà bả lại một đêm mà mình hỏi hoài không nói, em vô nói với chồng á, dĩ nhiên mỗi đêm nào cũng ra ngoài chợ lại, cái chồng không nói ai biết đâu, ông mấy người quảnh đeo chế hỏi coi, đeo hoàng nhiên dĩ nhiên hỏi coi, hỏi bả không nói mà hỏi gì giờ hỏi hoài à. Mà bả sợ mình như thằng kia em mà phải đứa nào với đứa nấy được, mình phải nói cho em Út nó hiểu, còn nói vụ vấn đề của ông chị em á tùy theo người chứ không phải mà mỗi người nào người nấy, bị em mà không có ý thiệt, không có ý gì chứ bả không nói đâu biết đâu giúp, nhưng mà giúp thì giúp, ví dụ mà em nói chị anh với chị ấy nè, bữa nay nói luôn là giúp đứa này ăn uống thôi, tiền bạc miễn như giúp mấy cô mạnh thường quân này là em giúp không nổi, vì em còn gia đình em, còn con cái, dạ em đi mượn mướn không à, không được chị hỗ trợ cho mượn cái nhà gì đó cho chị Nhiên ở nhờ như số 1-2 tháng này nè đang xa, dạ thì làm nhà đó, nhà em không ở thì chị em ở thì cũng như nói chung mà để không cũng vậy thôi, vậy mình đã khổ rồi mình phải cho ở chứ sao giờ cháu mình nữa, cháu mình mà dạ bỏ cho ai giờ đó, ta giúp cho chị mình được cái nhà mà mình phải giúp được cho ở, dạ em chị bà cũng điện hỏi em nói trời ơi nhà đó hỏi gì quá hả, bà khờ quá hiền quá ha, dạ trời em nói anh giờ em nói chuyện dữ đó nha, lúc em mới lên nói chung anh hồ em không biết đẩy xe đó mà người ta chửi em khùng điên không đó, mình mua hồn không biết ta chửi mình khùng, mình nói có biết gì đâu khùng, kêu đẩy hồ đẩy xe lật ra bên người ta nói mình không hiểu, nói trời đi phụ hồ mà nói phụ hồ gì khùng quá gì mà nói trời con không biết là phụ hồ mà mình chung người ta bị chửi bây giờ nói chuyện là được lanh để vấn đề là em đi ra là có ông anh ông dẫn dắt rồi ông anh nuôi là ổng làm thầu đó, ổng thương hai chồng lắm, em mới được tới giờ là nói chung là không dư giả nhưng mà mình cũng không còn khổ như một lần lúc trước, vấn đề mình sống cũng người mình sống là cũng đủ ăn rồi chứ không có thiếu ăn mà cũng không nghèo mà không giàu vừa ăn mày mặn không, nói chung không đi mặn rồi cũng chết, nói chung là không có được ở nhà đó. Xuống đây nhận quà của mạnh thường quân, thì kênh của em thì không phải là giúp tiền bạc bên đây, kênh của em là đi quay riêng kênh riêng, tại vì có quà mạnh thường quân nhờ em mang tới đây cho chị Nhiên thôi, thì được quà gì thì em trao tới đây cho chị Nhiên đó, mà chị thấy hoài quá trời, hay lúc cưa xanh nở em thấy đồ quá hạt trời lắm. Thì khỏi cần mua, bây giờ có vốn có nhà nữa rồi mình ăn uống sao, nhà sắp xong rồi đó, chuẩn bị gì chưa? Biết chuẩn bị gì giờ đi rồi cũng có chuẩn bị cái tinh thần mừng không. Bây giờ em nhìn chị với chị này là không có giống nhau nha. Giờ là chị em ruột luôn ha, chính xác không? Thứ 4, thứ 5. À thứ 4, thứ 5, chị lớn hơn chị này 1 tuổi hả? Lớn hơn 3 tuổi vậy. Nó... Em mới 35 mà. 35 hả? Em 38 mà. 3 tuổi. 3 tuổi. Mà em thấy em cứng tuổi hơn. Em lớn hơn. Em thì... dương chị không ạ? À? Chị Nhiên cho thấy nhỏ con quá ha. Nhà có chị thứ tư này với chị thứ ba hơi đẹp. Còn chị thứ ba nữa đâu? Chị thứ ba ở Ninh Hòa, chồng về Ninh Hòa. Ở đâu chị? Ở Ninh Hòa, ở Ngang Dừa. Ngang Dừa là còn một người chị thứ ba. Dạ, em 4 chị em gái nè. 4 chị em. Dạ, một dọc luôn. 4 chị em. Thứ hai rồi thứ ba rồi tới thứ tư là chị Nhiên đó, rồi tới em thứ năm. Từ bữa giờ em chưa gặp cái mấy người chị kia. Mấy người chị kia nói chung bà thứ hai cũng khổ. Ơn chồng mặn rồi còn bả thì nuôi 4 đứa con. Nói chung nghèo lắm, nghèo dữ lắm. Đi lụm lúa, móc lúa, bắt ốc, mò cua dữ lắm. Không cũng khổ dữ lắm mà nào ngay ta có chồng. Ta cũng đỡ, ta cũng vấn đề là chồng ta lo. Còn chế em là cái bà này khổ nhất. Vấn đề là bà không có chồng. Mình thì có gia đình đầy đủ, mình giờ khổ cái nào mình cũng lướt được chứ. Mà không có gia đình là thấy là biết bao nhiêu cái bất hạnh này đó. Nội cái không phải chế em bà muốn mà gia đình bà mà đổ vỡ đâu.
mà ở vậy nhầm khi mấy cô bác ở đây không hiểu, nói chế em là ừ sao mà ưng ông này rồi cái không ở được cái thôi. Để người ta cũng suy nghĩ con người ta làm sao, mình phải suy nghĩ lại, ví dụ giống như trời con mình coi. Em muốn đương ở với chồng nhưng nhắm bỏ được không? Thương em giống như trời về em thôi. Ai thử lại kêu em bỏ chồng em bỏ không? Mà nghĩ người ta là người xấu vậy. Người ta đương ở gia đình ta mà người ta bỏ được, cũng giờ hoàn cảnh làm sao ta mới vậy. Giờ hôm bữa giờ bên đó có gọi hay là đi gọi điện cho chị gì không? Không hỏi thăm liền hả? Từ bữa giờ từ sanh tới giờ là không có gọi. Em thấy video của chị là cũng nổi tiếng dữ lắm á. Mà tại sao là bên đó không có quan tâm hả? Chắc thấy lên kể sự thật quá rồi chắc hơi sợ luôn rồi trốn luôn. Ác dữ mà. Gia đình gì đâu mà. Em đâu cả hàng thang không có con có cháu mà. Dạ. Sao nói vậy, nhưng mà từ ngay người ta rồi chắc là cũng sợ. Thụt luôn rồi. Đã không dám xuống. Em nói mới nói sáng với chế em xuống đây. Bữa nay tôi không giữ, tôi giờ tôi hiền không giữ rồi đó, tôi không hiền đâu. Xuống đây mà kiểu hồi lúc xanh mà không có mặt vậy, giờ xuống đây nhìn tôi quýnh không rồi té ngoại bây giờ. Tôi không giữ. Em là hiền nhất luôn trong gia đình á. Em là chỉ biết chữ em là em biết khóc thôi á. Đổ thừa em vấn đề gì đúng hay không biết, em biết ngồi khóc không mà giờ em cỡ này là biết em cỡ nào rồi. Bức xúc con chị. Bức xúc quá mà. Người đâu mà sống không có tình người, dầu gì cũng sống có tình có nghĩa chút. Ừ mình không gì vợ mình cũng gì con mình đi. Mình lo đi, xuống mình coi vợ mình nó sanh chưa. Gỡ tiền cái bạc cho nó đẻ chữa hay cho con mình nó ăn uống rồi cũng được, khi nó không ăn uống được thì mình gỡ cho vợ mình ăn cho con mình bú. Dữ lắm mà. Sống nhưng mà không có miếng tình người sao mà gọi là người được. Người ta người dân mà ta còn giúp vậy, con này dòng máu mà bỏ cái một. Quá. Chị Nhiên bây giờ hết buồn chứ chị Nhiên, bây giờ nhà cửa mình xong rồi, mình còn tâm trạng gì nữa không chị? Không, giờ cũng mừng rồi, cũng buồn rồi, mọi chuyện cũng qua qua rồi, em cũng ráng cố gắng. Dạ. Để cho mọi chuyện nó qua đi. Dạ, cho nó qua hết đi ha, mình cố gắng mình nuôi con ha. Dạ. Thức hả? Trời ơi, cái mặt kìa. Trời ơi. Thấy ghét quá. Trời ơi. Em nóng lắm, em buồn lắm. Mà thêm tức người ta đối xử chị em vậy. Đấy là đại gặp tụi em rồi, sẵn lên nói. Dạ nói luôn cho nó hả. Cái cơn giận buồn cho bụng. Quá ấm ức à. Buồn như mình nói chung mà mình không phải nắm người ta, mình làm gì được gì người ta. Nhưng mà mình tức cái vấn đề ta có con mà có cháu vậy mà ta không nhìn, không tới lui á. Đầu ta nói quá tốt. Ta nói ừ ta lo đẻ đi, ta lo cho con cháu người ta, ta lo luôn cho con của chế em nữa. Nhưng người ta nói vậy đó. Nói như giờ miễn mà để nuôi để đẻ đi về lo chu đáo gia đình ta đi. Người ta xuống người ta lo mà giờ lo gì đâu. Cuối cùng bỏ vậy đó. Bỏ sanh rồi không điện tới nữa. Không xuống dòm mà coi ừ con mình nó sanh chưa hay là con dâu mình nó sanh chưa nữa. Trời ơi con ngủ rồi con mặt rồi thấy ghét không? Quá trời. Đợt này không có mấy cô Mạnh Thường Quân giúp đỡ là chế em bà cho chứ bà nuôi đâu nổi. Như bà cho những người ta không con á. Em nói không được, chế mà miễn cho vậy là em cỡ nào giờ em nghèo em cũng nuôi chứ. Cháu em không bỏ cho người ta. Em nói giờ miễn em nuôi thì bỏ nhà cho mẹ em vì kêu chế em đi làm. Nuôi con như nhau giờ mà tới ba đứa đó. Ở vậy bữa nay không được giờ chứ. Khuôn mặt thấy ghét vậy trắng tươi gì đó nhắm cho ai được chị thấy không? Không được đâu, không là anh không thấy mặt thôi. Chứ con mà đẻ ra vậy rồi thấy mặt dễ gì cho ai được. Trời ơi cho mình nó mẹ mình người mà thanh thú đâu. Đó mình bước cược đẻ ra chồng cho cái gì. Thì thôi ha, môi đỏ ao giữ lại da trắng hồng hào nữa. Nghĩ chung nghĩ quẩn ha. Nghĩ quẩn quá nuôi nổi thì mình tính đường ấy luôn. Tính đường là mình không nuôi nổi thì để con mình ra cho ăn đầy đủ chứ ta chăm sóc được á. Dạ. Không con. Tự nhiên hồi đó có dự định cho không? Cũng có mà. Có tính cho con ta luôn hả? Thì lúc mà chưa có gặp tụi em phải không? Dạ. Trời ơi tính trước luôn hả? Tính trước vậy mà thấy xanh rồi thấy cũng tội nghiệp để dạ. Nên giờ giúp vậy bả mừng rồi, giờ con bả vậy bả đâu có bỏ được dễ gì. Dạ. Em đây gì mà em thấy em còn thương vậy đó, rồi bả mẹ bả thương cỡ nào. Dạ. Nói vậy sao bỏ được. Thôi thì bây giờ thì chị Nhiên cũng đã là như là mẹ chọn con vuông với lại cũng đã chọn chị chọn niềm vui rồi, không còn sự đau khổ hay là buồn phiền gì nữa. Qua hết rồi ha. Thì cố gắng đi, thì chị thì làm trên kia thì lâu lâu chị gọi điện như tâm sự hai chị em đó. Em cũng điện hoài à.
cứ nhắc nhở. Ngày em cũng điện hai ba lần, khi điện hai ba lần điện kêu chế ăn uống đồ với bà coi có khỏe không. Người ta cũng bữa nay chế bà xanh rồi xuân khỏe cũng mừng ở đây, nghe nói dịch quá mấy người mà mang bầu á để dịch mà miếng dịch là dính là tiêu à. Mấy em nói 10 người hết chín rồi đó cho em á, là người ta vậy đó, chế ra ngoài nằm là điện hoài luôn. Tới chừng bà vô phòng xanh đó là điện không được, trời ơi bà này chỗ vô phòng xanh gì điện không được. Chừng bà vừa ra là điện bà nói chuyện còn nhỏ mà không cho bà nói, đưa mẹ nói thấy bà bệnh, thấy bà còn yếu quá à. Còn nghe nói chế bà xỉu nữa, bà còn thuốc mê bà xỉu nữa, hết hồn không biết vụ gì. Thôi bây giờ chị Nhiên có cảm nghĩ gì trong những video, tại vì tụi em sau này sẽ không có thời gian để mà xuống đi thường xuyên nữa, tại vì hoàn cảnh của chị cũng đã xa như là chuẩn bị xong hết rồi. Thì đó, thì mọi chuyện từ đây sắp tới thì chị sẽ như là cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình, nó cũng như là cần câu để mình vượt qua những thời gian khó khăn này đó. Đó, bây giờ thì mình cũng đã đầy đủ rồi, mình cố gắng như sống tốt hơn, mình vươn lên cho cuộc sống nữa, không có buồn phiền gì nữa, để cho các cô chú Mạnh Thường Quân yên tâm hơn. Tại vì còn rất là nhiều hoàn cảnh khổ, không phải là riêng gì chị. Cô chú anh chị thì hôm nay thì Mạnh tới đây trao quà của chị Dung Phi La bên Mỹ gửi cho bé và chị Nhiên. Thì Mạnh cũng đã mang quà tới đây trao cho chị Nhiên rồi. Cô chú anh chị thì vô tình thì gặp được em gái của chị Nhiên cũng đã về đây. Và chị này cũng rất là tốt, thì cho mượn ngôi nhà cho chị Nhiên ở tạm trong những thời gian chị Nhiên đang cất nhà của chú anh chị. Thì một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúc chị lên Sài Gòn làm công việc ổn định, nhiều sức khỏe hả chị ha. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em bác rất là cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân đã giúp chị của con được mà cái ngôi nhà với xanh đồ suôn sẻ, con mừng dữ lắm, mang ơn dữ lắm. Dạ, cảm ơn. Biết nói cảm ơn dạ. Nói chung là không ai giúp được, giờ giúp vậy mừng dữ lắm. Vì con không có giúp được, nên là cô chú Mạnh Thường Quân giúp là mừng dữ lắm. Cảm ơn chị rất nhiều. Có nói gửi lời đến cô chú Mạnh Thường Quân, con mang ơn cô chú Mạnh Thường Quân nhiều, với cảm ơn chị Dung mà gỡ cho em thuốc với mà quà quần áo gì đó cho bé. Rất nhiều. Rồi chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chị ăn uống điều độ nha, rồi hạn chế đi ra đi lên đi xuống ra ngoài trời này trời gió chị. Dạ. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì bọn Mạnh cũng đã đến thăm chị Nhiên xong. Bây giờ thì bọn Mạnh xin phép của chú anh chị khép video tại đây. Kính chúc tất cả các chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Quân thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thì bây giờ bọn Mạnh xin khép video tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại. Ai ngờ đâu mà...